Bỏ chiếc dao vào trong mắt. Holy. Mẹ đến chịu hai đứa đấy. Dép thì vừa mới mua xong, lại mang đi để đổi kem. Anh Minh, lấy của con anh Minh đổi thì có nè. Thế đứa nào lấy của anh? Tại anh lấy của em trước ấy. Của em lấy. Anh nghe em. Anh nghe em. Hai cái đứa này. Thôi nghe đi không? Giờ mẹ có trò chơi như thế này. Nếu hai đứa thắng được mẹ, mẹ sẽ cho hai đứa đi biển. Đồng ý không? Ồ, anh Minh ơi, đi biển chơi không? Ồ, chơi luôn. Được rồi, đi. Bây giờ mẹ sẽ phổ biến luật chơi. Mẹ sẽ đưa cho các con cây bài. Các con hãy dùng lá bài chuyển hết số bột này sang đĩa bên kia. Nếu các con chuyển hết số bột này sang đĩa bên kia thì mẹ sẽ cho các con đi chơi, được không? Đi chơi đâu mẹ ơi? Đi chơi công viên, không đi đâu. Đi biển luôn, mùa hè thì phải đi biển chứ. Ừ, chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Làm bắt đầu. Giờ mới chiếc của anh kem à? Này này. Anh Minh, anh được lắm. Ha, cái tội giờ mới chiếc của anh thì được kem à? Ha ha ha. Anh được lắm. Còn 10 giây. 10 9 8 7 6 3 2 Yeah! Quá tài nhé. Yeah! Anh ơi em mình yeah. Yeah! Thử thách đầu tiên hoàn thành. Chúng ta đến với thử thách thứ hai nào. Đi thôi. Rồi, thử thách tiếp theo, tròn vuông tam giác. Minh và anh sẽ đấu với Cường, Ngọc và Tuấn. Phần thưởng cho người giành chiến thắng là một túi kem. Wow, anh ơi, túi kem này là của nhà mình đấy. Cố lên anh nhá. Ừ, đừng cố em ơi, nhìn đây này. Nhìn chị đây này. Nhìn anh đây này. Ui ôi, sợ thế. Đấy, đồ mình vuông rồi.
con cũng đoàn kết với nhau,